cũng khổ. Tụi mày giới tính của mày thích con trai không? Thích. Có hôn ai lần nào chưa? Dạ yeah, chưa rồi. Người ta nói là người ta đâu có yêu ai đâu. Trời ơi, thì sao cuộc đời mình bỏ lỡ thanh xuân cũng hơi nhiều. Thanh xuân của em để ngủ không làm sao em yêu được. Nhưng mà thấy hoa thì dễ tàn lắm, cho nên thôi tặng một chậu xương rồng nhỏ gì đi. Có buồn ngủ quên tưới cây cũng không sao. Bấm nút rồi thì có gì tối mình hẹn hò. Cái đó yên tâm gì đâu, yên tâm trời ơi trời. Thôi đi bạn. Dạ chào mọi người. Mời bạn nữ. Chào em. Rồi mời em gái ngồi. Mình giới thiệu về mình một chút đi em. Dạ con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Rồi chào, chào em. Bạn nữ bên kia. Con tên đầy đủ là Nguyễn Phan Quang Duy. Con năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn. Dạ. Nghề nghiệp làm gì? Con làm nhân viên bán hàng cho Coca Cola. Bên chào. Kia mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chị anh Quyền Linh. Em tên là Trương Thị Kiều, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em cũng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu nha con nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì? Không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, lãng mạn. Không lãng mạn hả? Lãng mạn, con có lãng mạn chứ. Có lãng mạn chứ. Không rượu bia, không hút thuốc, không lãng mạn là mệt nha. Lãng mạn là ví dụ làm gì lãng mạn? Giờ tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Dạ. Sao cho nó lãng mạn? Thì giờ mình tạo bất ngờ thôi, giống như là mình bữa đó mình giả bộ mình quên luôn. Rồi sao? Chỉ như cuối giờ á thì mình mới bất ngờ mình tặng quà cho bạn chứ. Bình thường đâu lãng mạn. Lãng mạn là giống như quên luôn đi ha. Xong cái để cái bánh kem đâu ở cái trước cửa gì đó. Cái thôi em hình như có ai gửi quà cho em rồi kia. Bạn ra bạn dở cái hộp ra phun mưa xuống, xịt nước phun mưa xuống. Bánh kem rừng già ra ôm nhau ngày bánh kem, tặng bánh kem, ăn bánh kem trong cái vòi nước đó. Anh thấy vậy lãng mạn hả anh? Lãng mạn không cơ? Lãng mạn xèo. Chắc có lãng nhách quá. Điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Em sống khá đơn giản. Nói chung ngoan. Em không thích đi đâu chơi hết, em chỉ thích rảnh là em đi ngủ thôi. Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ, em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất. Hay cái này hay rồi nha. Đỡ tốn kém ha. Ảnh nhỏ hơn em 2 tuổi có gì lạ không? Dạ không đâu chị. Em tự thấy là em trẻ. Thật ra trong văn phòng em luôn nói là em mới 19 tuổi thôi. Quan trọng là yêu thôi, đừng nói tuổi. Mấy mối tình rồi? Dạ. Từ hồi nhỏ thì lớn lên là từ trường về nhà, sau đó từ nhà đến trường, đi làm thì từ chỗ làm về nhà, xong từ rồi, nhà về chỗ luôn. Làm bạn bè thì toàn là nữ, đâu có nam đâu mà gặp, nên em không có mối tình nào hết. Đó là lý do đó hả? Thích đàn ông không? Không, em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thuộc về ai hết nên tới giờ đó. Em quá cao quý luôn hả? Em như con cá cảnh gì đó, em bỏ vô hồ em chưng luôn nha. Lộng kiến à. Mẹ em đập bể cá bá em ra đây á chị. Có vấn đề gì không em? Không chị, em chắc chắn là bình thường không? Có, em vẫn thích trai nào? Mà Thích trai nào? Kim Jae-jun. Gu Jin-myeon. Gu Jin-myeon. Yeah. Có thích gái không? Đẹp thì thích chị. Gái đẹp thích luôn. Ý là thì thấy người ta đẹp thì mình cảm thấy hâm mộ. Vì sao nhắc tới gái đẹp mà mắc cỡ vậy? Em rụt rè chị. Hồi đó giờ có yêu đơn phương ai chưa? Có chị, lớp 7 là yêu đơn phương rồi. Trời. Có tỏ tình với người ta không? Không, mà lúc đó em cắt tóc như tomboy vậy. Tụi nó coi em như anh em vậy. Cũng khổ. Tụi nghi giới tính cô quá. Mày thích con trai không? Thích. Có hôn ai lần nào chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi. Người ta nói là người ta đâu có yêu ai đâu. Nắm tay chưa? Có một bạn lén lút nắm tay em rồi. Bạn có tỏ tình với em, xong bạn đã nắm tay em. Sao không chịu bạn đó luôn đi? Lúc đó em còn khờ dại quá chị. Nắm tay cũng mới bụng dại, nắm có một lần một đó thôi phải không? Trời ơi, thiệt thòi cả cuộc đời mình, luôn. Mình bỏ lỡ thanh xuân cũng hơi nhiều. Thanh xuân của em để ngủ không làm sao em yêu được. Bây giờ phải thức dậy, bắt đầu từ ngày hôm nay là thức dậy và yêu. Ok. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Một lát hôn liền lia lịa cho đây cho tôi. Thôi, em tính là cắt không có hôn gì hết á. Ngại lắm. Gì vậy? Ở đây chương trình bắt buộc hẹn hò là phải hôn. Có coi chương trình mà muốn hẹn hò chưa? Có, nhưng mà thấy nó kỳ. Thấy chưa? Kỳ lên đăng ký chương trình chi? Chương trình để giải ế, lên đây hết ế là phải hôn. Đồng ý không? Để em suy nghĩ cái nào. Không có suy nghĩ gì hết á, còn suy nghĩ nữa là ế nữa là ngủ tiếp. Ok. Rồi bạn trai. Dạ. Bên kia em có mối tình nào chưa? Còn có mấy mối tình rồi? Chính thức thì có 2 mối tình. Một mối tình đơn phương thôi. Dạ. Còn mối tình kia? Con quen cái bạn đó lớn hơn con 2 tuổi. Cũng 2 tuổi luôn? Lớn hơn con 2 tuổi. Thì nói chung là gia đình bạn đó ngăn cấm không cho quen. Lý do? Con nghĩ là con lúc đó con chưa có sự nghiệp gì. Con chưa cái vững chắc.
thì người ta thấy không xứng đáng với lại bên gia đình bên đó. Đúng rồi, đôi khi ta có con gái ta cũng lo. Rất là đúng đó. Giờ con có sự nghiệp chưa? Dạ con nghĩ là con cũng vững rồi. Con nghĩ vậy là được dạ. Rồi chứ cái người mà nghe nói có sự nghiệp không, nó chưa biết có sự nghiệp hay không là lo lắm luôn á. Dạ. Ha? Có mẫu người lý tưởng, thần tượng gì không em trai? Cái ngoại hình của diễn viên Thanh Trúc á. Thích chị đó. Nhìn hiền hậu, mặt phúc hậu là được rồi, tròn tròn chút. Nhưng Thanh Trúc vậy đó hả? Dạ. Bên kia tre trúc được không? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích con gái mà nói tục bữa 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 với nhau thì ok. Nhưng mà đừng có nói chuyện mà tục, thề tục đó đúng rồi. Bạn gái, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Tại từ nhỏ thì em được gia đình bao bọc cũng hơi kỹ, nên tính em thì hơi dựa dẫm. Nên em cần một người đàn ông có thể bảo vệ được cho em. Vậy là đủ rồi ạ. Chín chắn là sao, trưởng thành là sao, cụ thể là sao? Nói chung là em cần một người em có thể tin tưởng và giao cả cuộc đời em cho bạn ấy được. Giờ cũng khó lắm em. Ít nhất là phải canh cho em ngủ được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân? Dạ sao cũng được ạ. Sao sao cũng được. Chứ hồi em đăng ký chương trình này em quyết định em tính trong người như thế nào? Ai đăng ký chương trình cho em? Mẹ. Mẹ, đây là mẹ tính cho em không có tính. Đấy, nãy em nói mẹ đập hồ cá đó. À, đập hồ cá bỏ lên đây luôn bắt đăng ký tham gia. Đúng rồi, giờ hả vụ mấy mợ kêu em là không thành công là giết, là giết. Trời ơi, cái mỏ này hung đã lắm nè, một lát bị hung là tôi biết luôn. Chào em. Dạ, em chào chị. Tai cũng lạ quá ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ai đăng ký em tham gia chương trình? Dạ, hiện tại em cũng chưa biết ai đăng ký em tham gia chương trình nữa. Ủa là sao? Tại bữa đó em đi họp ở công ty, rồi tự nhiên cái nghe cuộc gọi từ chương trình gọi tới báo em lịch phỏng vấn, thì em cứ lên em phỏng vấn thôi, em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa, thì cũng đang nghi ngờ tùm lum tùm la hết á. Chắc là dạ. Phải em ế và không có khả năng có bạn gái cho nên mới đăng ký chương trình cho em đúng không? Dạ đúng rồi, nó tốt lắm. Tốt tốt mà, thì muốn cho em thoát ế là tốt rồi. Em ghi nhận. Dạ. Có một cái điều gì mà em đặc biệt em không thích ở đối phương nữa không? Hờ hợt quá, kiểu như một người con gái tinh tế chút. Cô rất là tinh tế nhưng khi cô thức. Dạ. Nhưng mà cả cuộc đời cô chỉ để ngủ thôi. Rồi để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Chú coi coi có tướng phù thê em chú. À. Phù thê hả? Chú coi coi nha, có phù thê không? Ô chàng gái có phù á, còn thê chưa biết. Dễ thương lắm ha. Dạ con cảm ơn chú. Đây là chuyện qua chú thôi chưa. Rồi bây giờ thế này, mình có chịu được một người đàn ông mà quá cá tính, tức là quyết đoán quá không? Con thích mấy người quyết đoán. Nhưng quyết đoán quá, nó trở thành gia trưởng đó. Phải kiềm chế lại. Tại vì thời này mà gia trưởng quá sống sao nổi. Đúng rồi. Em ghét nhất điều gì ở người đàn ông? Tứ đổ tường, cài bạc banh bóng. Bên đây không có banh rồi, nhưng bóng không biết có không. Hợp á, hai nụ cười thấy rất là tươi nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai em gái? Mẹ, mợ, dì, dạ. Chị. Dạ, mẹ, vô mợ, cả nhà đi luôn chị. Là nguyên cả nhà này đập hồ cá nè phải không? Dạ. Dạ, con chào cô, chào gia đình nhà dạ. Gái à. Xin chào MC Cát Tường, dạ. MC Quyền Linh. Dạ, con chào cô. Dạ, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Kiều. À, cho cô hỏi nha. Dạ. Ê, con làm ở đâu? Hiện tại con làm khu vực bên quận 6. Nhà con ở quận 6 luôn cô. Mẹ thì mẹ thấy cũng được, nhưng mà tùy con quyết định. Dạ. Rồi. Mời ý kiến nhà trai. Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và em gái em. Ồ, dạ, chào cô. Chào con, chào cô. Dạ. Em xin chào MC Việt Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Quang Duy. Dạ. Đây là em gái em của Quang Duy. Dạ. Đây cũng là em luôn. Dạ. Ủa em gì? Em bà con. À em bà con. Dạ. Lại nãy nghe có một cô em gái thôi à. Dạ. Này là em bà con. Dạ. Rồi. Cô thấy sao đàn gái bên được không cô? Thì cô thấy con dễ thương. Con lớn hơn bạn Duy nhưng mà con trẻ. Nhưng mà con phải ra ngoài một tí, đừng có ngủ nhiều. Tại vì chưa có người yêu nên ngủ. Thử có người yêu coi. Bây giờ là phải thích nha. Đó. Đúng rồi. Các tường nói mà. Bây giờ phải thích nhiều. Dạ thức và yêu. Rồi gia đình cô thì rất là dễ. À, không có khó khăn đâu. Nếu mà con làm dâu của cô là con có phước lắm đó. Rất là dễ. Toàn là nấu cơm cho con dâu ăn không à. Dạ cứ hạnh phúc quá. Năm con trai lẫn mà nấu cho năm con dâu ăn lẫn. Không, sáu con trai. Sáu con trai. Sáu con trai một con gái út. Mà lấy vợ hết chưa cô?
bốn anh lấy vợ rồi, còn anh lớn hơn anh này. Dạ. Với anh này với cô là vẫn ở chung nhà hết, cô nấu cơm hết không, luôn. Hai anh kia ở riêng, có anh thứ hai, thứ ba, thứ tư ở riêng. Dạ. Nấu cơm cho con hết. Hai cô dâu kia không nấu. Không, con dâu ở chung cũng không có nấu nữa. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp cô. Tự nấu cho mấy con ăn. Tại mẹ thích, ba mẹ con thích gì chú? À. Dạ. Thích nấu cho con ăn. Vậy là khỏe rồi ha. Vậy thấy làm dâu thì không có cực đâu. Rồi, dạ, cảm rồi, ơn cảm ơn cô. Chủ yếu là hai bạn. Bây giờ mở rau. Con đem vô tặng. Rồi, trò chuyện nha hai bạn. À, mình cũng muốn quà tặng bạn. Anh em, tặng bạn cái gì? À, thì ban đầu định tặng mấy bông hoa, nhưng mà thấy hoa thì dễ tàn lắm, cho nên thôi tặng một chậu xương rồng nhỏ gì đi, có buồn ngủ quên tưới cây cũng không sao. Tính gọn ghê. Tặng bạn gái luôn đi. Em có nghe mùa thu mưa dâng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới hai trái tim vươn màu xanh mới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé, em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngất ngây. Hay quá, cảm ơn. Bài hát hay quá. Dạ cảm ơn. Bạn gái nói mà dạ cảm ơn. Anh cảm ơn em. Ồ mà bạn tên gì nãy giờ mình chưa biết luôn. Trời đất ơi. À, mình là con gái của Nguyễn Du, tên là Thúy Kiều. Thúy Kiều à. Ngại quá, thôi con về chỗ luôn chứ. Không, đừng có gì á. Đứng đó đi, mình phải làm quen ngay lúc này, đừng có bẽn lẽn. À, bạn nhìn thấy mình như thế nào? Dễ thương, chung là cũng bắt mắt. Hai đứa nó bẽn lẽn nhìn dễ thương dễ sợ luôn. Hai đứa mà cưới nhau nhìn cái hình lại này bảo đảm không cưng, thiệt là cưng nữa thôi á. Thôi được rồi, về chỗ đi. Dạ. Về cho thoải mái xíu nào. Tâm sự nè. Rồi. Hỏi đi. Sao? Ở nãy mình hỏi bạn rồi, bạn hỏi mình đi. Dạ hoài. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp bạn trai đó là em nhận xét bạn ấy như thế nào? Thấy cũng dễ thương, phong cách cũng hay đó. Thích không? Thích cái phong cách đó không? Cũng thích. Tóc dài vậy thích luôn hả? Quan em trọng. Có đem hình hồi em lúc tóc ngắn gì không? Dạ có. Coi ngắn dạ. Đẹp hơn hay dài đẹp hơn? Cho bạn gái coi đi. Để em tạ em chọn. Trời ơi đẹp trai hơn nè. Cắt tóc ngắn đi. Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc của bạn đó thích cái gì thôi. Không, cũng có cảm xúc gì đẹp trai nè quý vị. Tôi nói đẹp trai là đẹp trai nè. Mọi người nhìn nè. Đó, tóc ngắn đẹp trai không? Tại sao lại để tóc dài? Chỉ là em thấy trong cuộc đời mình thì nên làm một cái gì đó để lưu lại thôi, một chút kỷ niệm về cuộc đời mình thôi. Và lưu chưa? Cũng lưu rồi. Lưu rồi mai cạo đi, cạo một cái cho nó láng hết. Nói tới vấn đề cạo thì chắc phải chia sẻ thêm một chút nữa. Nãy con có kể với chú rồi, con có cái mối tình con đơn phương với chú. Thì lúc đó con cũng tìm hiểu cái bạn đó, thì tìm hiểu qua lại cũng đi chơi vài lần rồi, cái lúc đó con cũng để tóc dài vậy nè. Rồi bạn đó tự nhiên bẵng thời gian, bạn nó không nói chuyện với con nữa. Xong cái bạn đó kêu con đi cắt tóc. Cái con cũng cắt tóc luôn. Con tưởng là con cắt tóc xong rồi thì hai đứa sẽ tiến tới nhau. Nhưng mà cắt tóc xong rồi bạn đó im lặng luôn. Rồi bây giờ là hai đứa là bạn bè luôn. Sao kỳ vậy? Cắt tóc là phong thủy không tốt quá đúng không? Thì có thể là bạn đó nghĩ là chỉ là bạn bè thôi, thì góp ý cho mình cắt tóc thôi. Nhưng mà con thì tưởng đâu là cắt tóc là có bồ phải không? Dạ con thì có chắc con hơi vội cho nên vậy. Nhưng mà bữa nay cắt tóc có bồ nè. Bây giờ xõa tóc ra coi thử tôi. Thôi cho. Xấu lắm. Mở tóc ra tôi coi có tóc dài hơn tóc tôi không nè. Coi hai đứa đứa nào đẹp gái hơn. Đó.
Dạ. Ghê ghê ghê, có chí không? Không không, hai ngày còn lần. Tóc bên đây cũng dài hơn bên kia rồi. Ờ, dài hơn bên đây còn gì nữa. Thì á, mới đầu tóc của con dài tới đây nè. Dạ. Sau rồi cái... sao quên mất rồi, cái xong cắt tới vậy. Ủa mà nó nghe nè, mấy ngày tắm lần? Mỗi ngày đều tắm chị. Tại sao mỗi ngày tắm mà đầu thì hai ngày mới gọi lần? Tóc dài gọi đầu mệt. Vậy thì cắt tóc đi, khỏi mất công. Thôi em muốn để dài hơn nữa. Thật ra theo em tóc tai dài hay không thì nói chung là quan trọng là mình sống mình cảm thấy thích, mình thoải mái là được. Dạ đúng rồi. Rồi bỏ vụ tóc qua đi, vô chuyện tình yêu đi hai bạn. Rồi vô. Cưới về thì Kiều có ý định gì cho tương lai chưa? Anh nói rồi lúc nãy là sống khá là dựa dẫm vào gia đình á. Ừ. Nên còn một người đàn ông mình có thể tin tưởng được. Em lấy về là em sắp xếp. Em muốn cô làm gì cô làm nấy. Khỏe rồi. Đúng rồi, thật kiểu như vậy á. Nhưng mà cô không làm là em hốt ổ luôn đó. Không, không làm thì em chắc em làm gì được. Tại nhà em cũng nói chung là cũng nói phụ bậy việc đi nha, đây nhiều người là có mới nói nha. Thời ra thì ngoan lắm, kiểu giống như là đặt đâu ngồi đó đó. Dĩ nhiên là có chính kiến chứ. Cái gì quá đáng quá thì chị sẽ không nghe đâu ha. Chứ sao lại xin mừng chị. Ai biểu không chịu mạnh dạn lên, giờ xưng bằng anh đi em đi. Tôi kêu anh em nãy giờ không chịu, để nhờ tên nãy giờ em xưng tên không à? Không có tên gì đây á, tên là quên nhiều khi hồi cái lộn mày tao luôn á. Giờ anh em đi. Cũng như thí dụ kết hôn rồi thì chồng muốn làm gì á thì chị sẽ nghe. Rồi hai vợ chồng thỏa thuận với nhau kiểu ngoan ấy. Mọi người nói vậy chứ không biết nữa. Ông kia cười hoài vậy, nói chuyện đi. Kiều có thích đi xem phim không ha? Kiều thích xem kinh dị. Được. Sắp tới có cái bộ phim gì mà cái gì mà mấy cái đầu lâu gì mà dựa trên cái sự thật gì có thiệt ở một cái. Đúng rồi chị thích cái coi đó. Được á. Đang lát mình lấy vé đi coi luôn. Rồi bây giờ tỏ tình nè, ai tỏ tình với ai cũng được chơi. Một người 15 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói những gì mình đang suy nghĩ hiện tại để quyết định bấm nút nè. Mời bạn trai trước. Nếu mà Kiều lập gia đình á thì Kiều sẽ gọi cái người bạn đời của Kiều á là ông xã hay là anh yêu? Là con. Anh nghe nè. Qua ai nhỉ? Rồi anh nghe rồi, anh nghe rồi. Nói gì vậy? Hai người nói tiếng gì vậy? Lão cung là tiếng Hoa á chị. Là ông xã. Thật ra thì ấy thích gọi là gì thì sẽ gọi là cái đó, nghĩa là đừng chỉ em là được rồi. em muốn cảm cho cái người bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc. Đâu gọi lại hai đứa gọi lại cái nữa coi. Là của anh nghe nè bà xã. Thôi được rồi. Nãy giờ anh quan sát hai đứa đó, thật sự là hai đứa rất có duyên nha, phu thê lắm á. Theo anh á, theo chú có bấm đi con. Bấm đi, chú cầm mâm đi trước cho. Chứ đàn gái là dễ thương lắm rồi đó nha. Đàn gái có duyên lắm con. Dạ. Con cũng đẹp trai nữa. Dạ, cũng cảm ơn chú, không biết mà. Thôi được rồi. Bây giờ, giờ phút quan trọng đã đến. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Xin phép đi. Con xin phép. Xin phép nói rồi. Dạ con xin phép nha nha bác. Xin phép cái gì? Con xin phép, con xin phép không kiểu. Cảm thấy sao em? Đúng quá vậy. Đúng. Cảm thấy trong người ổn không em? Đâu ổn chị. Ngon không? Đâu có ăn đâu chị. Rồi xíu mình đi ăn. Đây. Nhìn bạn gái nói một câu gì đi, cho bạn gái yên tâm đi con. Nói gì trời. Bấm nút rồi thì có gì tối mình hẹn hò. Cái đó yên tâm gì đâu, yên tâm trời ơi trời. Anh hứa anh sẽ cái gì đó hay như thế nào đó. Thì anh xin hứa nếu mà... Nếu có gì nữa người ta bấm nếu rồi mà, đó. Nếu mà chúng ta tới nữa với nhau, anh có thể trở thành bờ vai để em dựa dẫm được không? Dựa đi. Nó còn trẻ con lắm. Nó còn trẻ con nhưng mà dễ thương nè. Nói gì nói trước mặt ông bà cha mẹ sâu sắc chút xíu nha.
Đừng có giỡn, có gì rủ chú đi nha con. Chú lo mối này cho. Dạ, cảm ơn chú chứ. Rồi, nè, những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp xin. Thật là nhỏ nhắn, xinh xắn và duyên dáng. Chào em tên gì? Dạ em tên là Ngọc. Ngọc, Ngọc dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. Ngọc làm ở việc ở đâu? Dạ em làm bên nhân viên kế hoạch công ty may chị. Chúng ta sẽ gặp chàng trai, mời bạn. À, chuẩn bị kỹ quá hả? Chuẩn bị từ lúc nào? Dạ, từ tối hôm qua anh. Tối hôm qua hả? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trung Hiếu. Trung dạ. Hiếu? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Anh em 25 tuổi. 25, bạn chuẩn làm bị gì vậy anh Linh? Dạ, em làm bảo vệ. Bảo vệ? Dạ. À, bảo vệ cho những cô gái như bên kia hả? Dạ, có bảo vệ tài sản, có bảo vệ người cũng có. À, dạ. Quê Ngọc ở đâu? Dạ, em ở Quảng Nam. Mình vào Sài Gòn được bao lâu rồi? Cũng 3 năm. Em có thể chia sẻ một tí là lúc em mới vào đây, khó khăn nào mà em đã gặp phải? Lúc em đi vô Sài Gòn á thì em đi chỉ có một mình thôi. Em không có một người thân nào ở trong này cả. Em nghĩ là chắc ở Sài Gòn nó cũng giống ở quê. Nhưng mà khi em vô tới bến xe miền Đông rồi á, em mới thấy là bàng hoàng. Tại sao bây giờ ở đây nó người đông như vậy, bây giờ mình sẽ về đâu? Xong lúc đó em mới gọi về cho gia đình. Mẹ em mới nhờ được một cái anh đã vô đây là lập nghiệp rồi, có gia đình ở trong này, nói với anh đó là giúp đỡ em. Xong rồi anh đó đồng ý và đi xuống đón em từ bến xe về nhà. Về nhà của anh đó luôn? Dạ đúng rồi. À, thời gian đầu là ở cái nhà của anh đó? Dạ đúng rồi. Động cơ nào mà tự nhiên khiến em bỏ quê của mình mà vào trong này? Lúc đó ở quê bạn em ai cũng ra trường xong đi, với bạn có gia đình, cho nên em sợ có chồng em đi Sài Gòn. À, có nghĩa là em không muốn lấy chồng, ở quê lấy chồng, em muốn lập nghiệp, em muốn giúp đỡ gia đình. Dạ. Rồi, rồi bạn ở đâu? Dạ em từ Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được 6 năm rồi. Dạ. Cái công việc của bạn ngoài làm bảo vệ bạn còn làm gì nữa? Dạ em còn kinh doanh nhỏ ngoài nữa. Kinh doanh nhỏ là kinh doanh gì bạn? Dạ, kinh doanh về quần áo, trẻ em, rồi hàng nông sản sấy khô, như hành tỏi rồi. Bạn bán hành tỏi rồi đó hả? Dạ. Bán ở đâu bạn? Dạ trong chợ Bến Thành và những cái mối giống công ty hay khách lẻ đặt ở ngoài qua điện thoại trên mạng. À, tức là bạn đem bỏ hàng vào trong chợ Bến Thành hả? Dạ. Trai bán hành tỏi có sợ con gái chê không? Dạ không, có gì đâu anh. Em nghĩ đâu là kiếm đồng tiền bằng sức lực của mình, chứ không phải là lừa đảo hay lừa gạt gì ai đâu. Rồi có bạn gái chưa? Chưa, bây giờ mới ngồi đây. Trước kia có chưa? Cũng có. Mấy mối tình rồi? Dạ hai rồi. Hai rồi? Dạ. Trời ơi cũng dữ quá vậy hả? Hôm nay đến đây xách cái đàn theo làm gì? Dạ em đàn tặng cho bạn với anh với chị. Đàn tặng đúng không? Đây, rồi xin mời bạn. Nhỏ thôi. Rồi thể hiện tài năng của mình đi. Em chỉ chơi theo cái cảm nhận của em và bài nhạc thôi. Em chỉ tự mò thôi, nhưng mà có gì có. Tự mò hả? Dạ. Rồi dạ. Xin mời bạn. Như vậy được rồi. Cảm ơn bạn. Em bài Ngọc. Bài nốt nhạc cũng có thể làm các cô gái cũng cảm mến rồi ha. Ngọc cảm nhận như thế nào về tiếng đàn của bạn trai ngồi bên? Dạ em thấy rất là hay. Chị cũng cảm nhận là rất là sâu sắc đó. Bạn lựa cái bài nhạc đó, mình hiểu đó là một con người cũng đầy tâm trạng và đầy cảm xúc. Giờ chị muốn chia sẻ tiếp một tí nữa với Ngọc là khi mà em mới lên Sài Gòn vậy đó thì em làm những công việc gì? Thì lúc đầu em vô thì em không có việc làm thì em ở với anh chị, tức là giúp đỡ anh chị dọn dẹp nhà cửa rồi chăm em. Ồ vậy đó hả? Có nghĩa là mình cũng phải làm đủ thứ hết cho nên mới đến cái công việc hiện tại ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hồi đầu hồi nãy chị nghe em chia sẻ là vì em không muốn lấy chồng nên em từng về quê mới vào đây lập nghiệp. Thì bây giờ có ý định muốn lập gia đình chưa? Sau 3 năm thì em muốn tìm hiểu một bạn trai để chia sẻ lúc nào đó em cảm thấy buồn hay là những lúc em tự kỷ chẳng hạn. Những lúc em tự kỷ là những lúc nào? Lúc em mà cảm thấy buồn á thì khi về nhà em có thể là vừa giặt quần áo vừa hát lên để cho nó át đi những cái suy nghĩ của mình, hoặc là em nghe những cái bài giảng của các thầy á nói về ý nghĩa của cuộc sống rồi nói về cách để vượt qua những cái tâm trạng của mình lúc mình buồn hay là sau đó. Em có thường hay đi ra ngoài đi chơi đồ không? Dạ có chị. Ngày chủ nhật á thì em hay đi lên chùa hoặc là đi từ thiện. Sao không nghe cái chơi gì mà nó trẻ trung, nó sôi động với bạn bè chơi gì? Dạ có chị, đi từ thiện là mình tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ và các hoạt động giải trí. Cái mẫu hình bạn trai của em là như thế nào? Em thích bạn trai lớn tuổi anh ơi. Lớn tuổi là lớn hơn em bao nhiêu?
Em thích lớn hơn em 5 tuổi rồi. Mình nói bên đây mới có lớn hơn tuổi rồi, rồi sao? À. Bạn trai của em thích là điềm đạm một chút, biết suy nghĩ, chín chắn. Còn bên đó thích bạn nữ của mình là cái mẫu người như thế nào? Ăn nói dịu dàng và phải biết trước biết sau, biết lớn biết nhỏ, phải biết chăm sóc cho gia đình. Em thì tính em thích giao du rộng rãi, bạn được bạn bè thì cũng thích một người con gái nhưng vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Rồi bây giờ cuối cùng trước khi chị qua xem mặt bạn trai đó cho em thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở bạn trai của mình. Em không thích bạn trai em quá lùn. Lùn là cỡ bao nhiêu gọi là lùn? Thấp hơn em. Em cao bao nhiêu? Em 1m6 chị. 1m6 ha, vậy bạn trai phải cỡ 1m65 đổ lên mới ok. Dạ, đúng không? Dạ em. Rồi cái gì nữa? Không hút thuốc lá. Tốt không? Cũng có ít. Có ít rồi bỏ nha. Chào em. Dạ. Em đàn rất là hay, có cảm xúc. Dạ cảm ơn chị. Giờ còn bắn tỏi không? Dạ còn chị. Tỏi hả? Ngày kia nghe mùi tỏi không? Dạ. Em cao mít mít mấy? Dạ em cao mít 7 chị. Mít 7 thì được. Dạ. Không hút thuốc thì phải bỏ hút thuốc đi ha. Chị thì chịu đó, nhưng mà chị nghĩ bên đây chắc không chịu quá. Mà chúc em may mắn. Dạ chị cảm ơn chị. Ngồi quyết định là phải chờ nhờ cái cô này cũng quyết định. Dạ. Nha. Dạ. Để anh coi xem thế ha. Dạ em chào anh Nguyễn. Rồi xin chào bạn. Bạn là một người rất là cởi mở, một người rất là vui tính và rất là năng động. Rồi ok. Rồi bây giờ cho hai người ta gặp nhau đi. Rồi bây giờ màn đâu? Kéo lên. Màn lên. Bây giờ chúng ta đã trao đổi rất là nhiều qua tấm màn và cũng hiểu nhau một phần nào đó. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Anh làm nghề kinh doanh tỏi đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc đầu em mới nghe em cũng bất ngờ, tại vì em không biết cái kinh doanh tỏi là cái gì. Tại vì mặt hàng kinh doanh là mặt hàng tỏi sấy chứ không phải là tỏi khô. Sấy thì mình xuất khẩu qua nước ngoài, mình hành với tỏi hoặc là cà rốt. Em hỏi là thời gian rảnh thì anh sẽ làm gì? Anh đi cũng mà đi kiếm những cái mối khác, những vòng vòng ở chợ hoặc là đi bạn bè. Không không thì về ngủ. Là kết hợp giữa công việc và đi chơi trong những ngày nghỉ. Vậy anh có hỏi gì về em không? Hỏi em có thích ăn tỏi không? Em quan niệm thế nào khi người con trai đó làm cho em cười hay em hạnh phúc khi em nhìn thấy người con trai đó cười? Em hạnh phúc khi cả hai. Tại vì những lúc người đó buồn thì em muốn cho nụ cười của người đó thì sẽ làm em vui chẳng hạn. Còn những lúc nào đó em cảm thấy trống trải hay là buồn thì nụ cười mà người đó mang lại đó là điều hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ em với bạn trai em hẹn cái người con trai nó tính trễ khoảng 1 tiếng đi. Bạn trai tới rồi, điều tiên em sẽ làm là gì? Rất là giận. Thường á, em để bạn trai chờ không à, em không có phải đợi bạn trai. Bởi vì ta mới níu. Em nãy em nói là phải lớn hơn 5 tuổi trở lên, giờ hơi lớn hơn con tuổi được không? Em sẽ tìm hiểu lại. Em thấy anh này ấn tượng với em lúc đầu tiên không? Dạ có, ấn tượng với tiếng đàn guitar ta. Còn con người có ấn tượng gì không? Em nhìn kỹ đi chứ nhìn xuống đất chị. Suy nghĩ. Nhìn cho kỹ đi, có ấn tượng gì với em không? Dạ có chút chút. Chúc là về cái gì? Một nút ruồi bên cạnh. Đúng rồi. Có cái nút ruồi dễ lắm. Còn bạn gái có ấn tượng gì với bạn không? Hay cá tính xíu. Em nghĩ có phù hợp với em không? Em thì không có bắt buộc là mình phải theo một cái phong cách nào, nhưng mà quan trọng là cái tâm bên trong người đó có tốt hay không. Còn mà nếu mà không thì em suy nghĩ lại. Thì em hỏi đi coi tâm em có tốt không. Ví dụ như vậy câu cuối cùng ha. Trong gia đình có 3 người, cha mẹ và con, thì đối với em người nào quan trọng nhất? Cha mẹ và con. Nếu như đã là người thân á thì ai cũng là quan trọng hết á, tùy theo tình huống để mình xử lý chứ không phải là mình đặt nặng vấn đề em yêu thương mẹ hơn hay là em ghét ba hay là em yêu thương con hơn. Đã em không thích là bạn trai của em hỏi em cái câu đó. Bây giờ thôi nữa bị của anh lạc vấn đề rồi nên tại vì hiểu lầm. Đối với anh hồi nãy là anh không phải nói là cái tình thương cha mẹ quan trọng, ý của anh quan trọng đây là cái quan trọng về được cái đường dài tương lai sau này. Ví dụ bạn sẽ chăm chút cho con nhiều hơn hay là chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn hay là chăm sóc cho người chồng nhiều hơn, ý là mình cái câu hỏi mình như vậy. À, người chồng nữa hả anh? Em không biết là mọi người phụ nữ khác thì như thế nào, nhưng mà theo như em nhìn thấy á, một người phụ nữ mà đã sinh được một người con ra rồi á, đối với người mẹ đó là một thiên thần. Và đương nhiên là người ta sẽ chăm sóc người con của người ta rồi chứ. Chồng thì tự biết chăm sóc rồi. Chị giờ cuối cùng, câu hỏi cuối cùng chị hỏi em, chứ phải em hỏi người ta nữa là em thấy có thích người này hay không. Bây giờ hỏi nhiều quá mà hỏi thách đố không mà hỏi khó không à. Đúng không em? Bên dạ đúng rồi chị. Cuối cùng là em nhìn bạn này em có ấn tượng, có thích hay là không thích? Tương đối thích. Tương đối nữa, hết giờ. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ và quyết định bấm chuông. Đồng ý thì bấm chuông, không đồng ý thì khỏi bấm. Rồi mời bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ kỹ giống như lúc đặt câu hỏi vậy đó. 1 2 3. Hết thời gian.
Rồi mời các bạn. Lý do tại sao bạn lại không đồng ý hẹn hò với bạn gái? Tại vì em theo cái tâm hồn nhiều hơn. Em thì cái người sâu lắng, nó nặng tình cảm nhiều hơn. Em với bạn gái có một khoảng cách nào đó. Bạn gái cũng tình cảm mà. Chị thấy nãy giờ trả lời những câu hỏi của em rất là thẳng thắn, là chân thật. Tại sao em không cảm được ở cái chỗ nhưng nào? Mà em không hiểu tại sao nó tại lúc đó em cảm thấy là không phải là người con gái mình đang tìm kiếm. Thế còn em, tại sao em lại chọn bạn Minh đó? Tại vì em nghĩ là mình nên tìm hiểu, chứ nói chuyện vài ba câu không hiểu được nhau, cho nên là đừng vội quyết định rồi. Một cái gì cả. Hiện giờ cảm giác của em như thế nào khi mà bên đó không đồng ý hẹn hò với em? Có cái gì đó hơi buồn nhưng mà không sao hết. Rồi dù sao thì cũng cảm ơn hai bạn rất nhiều vì hai bạn đã đến với chương trình. Chúc hai bạn sẽ mỗi người sẽ tìm thấy được niềm vui của mình trong cuộc sống. Bây giờ xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và gia đình của bạn đó. Chào tất cả các bạn khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Vũ Bảo. Ui, nghe dữ nha. Em sinh năm 97. Phạm Vũ Bảo hả? Dạ, tại vì ngày xưa má em sinh ra em trong cơn bão. Thì lúc đó hỏi là đặt tên gì? Thì đẻ ra trong bão thì đặt tên Bảo đi. Cho nên em có tên là Vũ Bảo. Công việc hiện tại của em thì em đang làm nhân viên quản lý cho một cái kho của công ty xuất nhập khẩu. Thì song song đó thì em cũng có làm thêm một job nữa là em làm chủ nhiệm sản xuất cho các đoàn phim. Rồi, giỏi vậy ta? Dạ. Được rồi. Dạ, cảm ơn. Vậy là cùng ngày rồi đó. Dạ. Mời nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Minh Quyên. Năm nay em 21 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là thợ make up. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Là mình từ Cần Thơ lên đây á hả? Dạ. Em đi chuyến mấy giờ vậy? Dạ em đi chuyến 5 giờ sáng đó chị. Trời ơi, tội nghiệp không? Thấy thường không? Ừ. Bây giờ thì mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi em. Dạ. Về cái ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui tính, nói nhiều, nhưng mà nấu ăn ngon. Và đặc biệt là em rất là cưng chiều bạn gái và rất là chung tình. Được. Còn về khuyết điểm thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích. Đó là em hút thuốc lá. Hút nhiều không? Em hút nói chung cũng không nhiều nhưng cũng không ít anh ạ. Ngày như mấy gói? Ngày như mấy gói? Một ngày thì em hút hơn 10 điếu. Có khi mà em thức đêm hay đi quay khuya về rồi em hút nhiều hơn. Thật ra này cái cá nhân của mọi người mình không dám can thiệp nhưng mà theo anh thì nên bỏ từ từ đi. Dạ. Thôi mai ra gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Dạ, ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng và luôn luôn đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là em còn hơi rụt rè và ít nói. 21 tuổi còn hơi rụt rè thì đúng rồi, đúng rồi. Từ từ còn quá nhỏ mà. 22, 23 tuổi là hết rụt rè hả? Ừ. Có người yêu chưa? Dạ có hai mối tình. Trời ơi. Ờ. Hai mối rồi đó. Dạ. 21 mà có hai mối là cũng nhiều quá nha. Vậy rồi em yêu từ lúc mấy tuổi? Dạ mối tình thứ nhất của em là năm em học lớp 12 á chị. Ừ. Dạ mối tình thứ hai của em cách đây một năm. Có cái mối tình nào mà nó có để lại có ấn tượng gì sâu sắc không cưng? Dạ có, là mối tình cách đây một năm đó chị. Ừ. Lúc đó là tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi. Ôi sớm vậy. Dạ tại vì bạn nam cũng lớn tuổi rồi đó chú. Lớn là lớn hơn con mấy tuổi? Dạ lớn hơn con 7 tuổi. À, thành ra muốn tiến tới hôn nhân sớm luôn hả? Dạ. Nhưng tại sao lại chia tay con? Dạ tại vì tụi con quen xa á. Xa là xa ở đâu? Dạ bạn nam đó ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Biên Hòa, Cần Thơ. Dạ. Đâu xa mấy đâu, Biên Hòa, Cần Thơ không xa mấy đâu. Bây giờ là em trai đang ở đâu? Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Trời ơi, định mệnh. Chết rồi, Biên Hòa luôn. Nhưng mà đối với em thì khoảng cách địa lý nó không thành vấn đề. Đúng rồi, chủ nhiệm đoàn phim mà nó muốn đi đâu đi à. Yên tâm, Biên Hòa này khác Biên Hòa kia nha. Dạ. Yeah. Rồi chỉ có yêu xa thôi mà chia tay thấy thương quá à. Cố gắng lên nha, bây giờ là tình yêu đủ lớn thì không có xa hay gần gì cả. Bây giờ thì nhà trai mình có mấy mối tình rồi? À, em thì em trải qua hai mối tình. Hai bồng bột và một đậm sâu. Đậm sâu là mấy năm?
À, thật ra thì nó cũng không lâu, nó chỉ có hơn một năm thôi. Nhưng em đặt niềm tin ở bạn gái đó nhiều. Rồi sao chia tay? À, em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, à, ở Trà Nóc. Trời ơi, sao chị Lan cười cho chị Lan. Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời. À, thì cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng. Em mở điện thoại em lên, trên Zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó. Em nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Và em ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là hoài niệm thôi. Nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái đó có đeo cái đồng hồ, là cái đồng hồ cặp với em. Thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không? Bạn nó trả lời là chắc là không. Em cảm ơn, vậy thôi. Ác nghiệt gì đó hả? Nhưng rồi, mà rõ ràng dứt khoát như vậy thì em nên cảm ơn đó. Rồi tâm trạng lúc đó sao sốc không? Em mệt đó. Dạ dĩ nhiên là sốc. Sốc quá đi chứ. Em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó em cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh Linh. Thì em từ trên võng em té xuống đất. Thì em ở chung với mẹ của em. Thì mẹ của em nghĩ là em bị cái gì đó. Mẹ em mới hô hoáng lên thì hàng xóm xung quanh người ta bu lại rồi cạo gió đánh gió này kia. Khi mà em biết lại á, em nhận thức được mọi thứ xung quanh thì mọi người đứng xung quanh em, vây quanh em và em chỉ biết khóc thôi. Lúc đó thật sự chưa bao giờ em khóc như một con nít trước mặt. Nói tôi nổi óc hết trơn rồi. Thấy chưa? Thấy thương quá. Sốc tới mức mà khóc hù rớt từ trên võng rớt xuống, coi như là chết lâm sàng luôn đó. Trái tim chết lâm sàng luôn. Lâm sàng 5 phút không em? Em cũng không rõ là bao lâu nữa, vì từ khi mà em nhìn được mấy tấm hình đó là em không biết gì nữa hết á. Vậy là yêu dữ lắm luôn đó. Dạ. Mà bạn gái đó không có một cái, tức là trước lúc đó không có một cái gì, dạ, mà dạ, cho thấy rằng bạn ấy sẽ đi quay trở lại với người yêu cũ á hả? Dạ, nhưng mà trước lúc đó là hai đứa em không cãi nhau, không có một cái gì. Như nãy em có chia sẻ là em rất cưng chịu bạn gái. À, cưng phải gọi là cưng như một đứa con nít đó anh. Thì lúc nào là cũng sao cưng như vậy đó, kiểu vậy thôi. Vậy là chuyện quay lại với người yêu cũ luôn luôn có thể xảy ra, phải không Ngọc Lan? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Đúng đó, coi chừng đó nha. Hả? Chừng gì? Người yêu cũ đó. Người yêu cũ tôi nhiều lắm, tôi đâu biết. Quay lại với người yêu cũ đó. Người yêu cũ nhiều lắm. Chỗ này cắt nha mọi người. Chia sẻ với em về cái câu chuyện này. Dạ. Nha, nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa? Dạ, bây giờ thì em sẵn sàng, là câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị. Không, nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt á. Trời ơi, nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ. Ai cảm xúc, cho thấy rằng đàn ông yêu là yêu quyết liệt, yêu bằng cả trái tim, yêu cả cuộc đời của mình, yêu là chết trong lòng một ít, đôi khi bị sốc chết luôn. Đàn ông yếu đuối lắm, thấy thương lắm. Bây giờ là hết buồn bã rồi đúng không? Dạ. Hết lo âu khi nghĩ tới người đó là hết nhói lòng rồi đúng không? Dạ. À, đương nhiên nếu mà hỏi em còn nhớ hay không thì em đâu phải sắt đá, em vẫn còn nhớ, nhưng hỏi em còn thương hay không thì anh trả lời là không. À, còn nhớ là còn nhớ làm sao? Tôi còn nhớ là cái mà đau đớn té từ đường võng té xuống đó, nhớ cái cảnh mà mình khóc hu hu đó, nhớ mà cái cảnh mình nhìn thấy người yêu của mình quay lại với người yêu cũ đó, nhớ như điều đó nó trở thành những ký ức không thể nào quên được. Không, theo chị Lan thì em nên, nếu mà được thì em nên bỏ nó qua một bên đi. Dạ, đúng. Đừng có đau đớn về những cái cảm giác đó, đừng đau đớn về những cái hình ảnh đó, bởi vì nó sẽ không tốt cho tương lai của mình. Dạ. Tuy nhiên nó, nếu mà nói đó là một cái bài học để cho mình thì cũng chẳng biết học được từ gì, học được cái gì từ những cái chuyện đó, cho nên là thôi tốt nhất là mình cứ quên đi. Mình bình thường hóa mọi chuyện, đừng nghĩ gì tới nó nữa hết. Hay là có lẽ em không chăm sóc bạn gái Cần Thơ nên là bạn quay ngược 180 độ luôn. Rồi xa quá không chăm sóc người ta, đôi khi là vậy. Mặc dù em ở Biên Hòa thật, nhưng mà khi mà nghe bạn đó nói bạn đó bệnh, em nghe bạn đó ho thôi là sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Trời ơi, thấy thương. Em đi xe cả đêm, sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Thôi được rồi, vậy là thấy tình yêu của em dành cho người phụ nữ, người con gái đó mãnh liệt lắm á. Mãnh liệt lắm rồi. Ừ. Dạ. Thôi bỏ qua, coi đúng như rồi, đó là chuyện chỉ cũ là bỏ một qua. Ký ức đẹp, một cái thời thanh xuân nào đó. Đúng đó. Rồi. Dạ. 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 Ừ. Thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi. Ừ. À, bây giờ mình muốn sao là nói cho chị Ngọc Lan nghe đi. Thì đối với em thì em không có gu. Thứ em cần duy nhất chỉ là thương em là đủ. Thì thôi. Dạ. Không cần gu đúng không? Dạ. Cần thương em thôi. Dạ. Nhưng mà trước khi mình tới thì mình cũng phải có cái sự hình dung là mình muốn mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Là một cô bé nhỏ người.
Nãy mới nhìn lướt là chưa có. Bên nhà gái bà mối nhìn chưa kỹ nữa hả? Cũng xinh xắn dễ thương. Dạ, thì em nhìn thấy người nhà thì em cũng đoán được rồi. Rồi sao nữa? Rồi gì nữa? Thích da ngâm hay da trắng? Da gì cũng được. Thật ra như em đã chia sẻ là em không có gu. Cái bên ngoài nó không có quan trọng gì ạ. Dạ. Miễn ta thương mình là được đúng không? Dạ. Với lại cả em nghe bạn đó làm make up, còn em thì làm phim thì nó cũng hợp đó. Dạ dạ cũng vô khéo đi làm phim luôn đúng không? Đúng rồi, nhiều khi hai đứa có làm gì chung nhau rồi mà quên á. Đúng rồi. Biết đâu làm chung á, nhưng mà nhớ đâu cũng rủ Kiều Lợi Tâm bạn của tôi nha, tôi có cô bạn gái Kiều Lợi Tâm cũng làm make up dữ luôn đó. Thí dụ mà hôm nay mà có cái gì thì chị gả Kiều Lợi Tâm luôn cho em. Làm make up luôn. Tôi có tào lao. Giờ là để coi em qua coi coi nhà gái cô gái Cần Thơ. Dạ nào. Mời. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy. Đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Ai đi đến đó lòng không muốn gì à. Đúng rồi. Make up hả? Dạ. Khỏi còn make up. Quá là dễ thương, xinh, rất là xinh rồi. Cái này là làm diễn viên luôn á. Nha. Bên kia chủ nhiệm đoàn phim kìa. Bây giờ mình muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào nói cho coi coi mai mình mới thấy giống bên kia không. Dạ, con thích một bạn nam là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Đó, bạn đó đúng luôn đó. Công việc đó là chắc chắn là vui vẻ, hòa đồng. Chủ nhiệm quản lý cả đoàn phim, có mấy trăm con người luôn á. Dạ. Còn điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi, xong. Hút ngày 10 điếu. Dạ, thấy chưa? Rồi gì nữa? Không thích gì nữa? Lề mề. Không, chủ nhiệm là không có lề mề được. Chủ nhiệm mà lề mề là bữa đó không có quay được á. Chủ nhiệm yên tâm, nó làm từng coi như là làm việc coi như chăm chú từng giây từng phút luôn á. Rồi gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi, đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản vậy mà bên kia tôi thấy không có đáp ứng được đó. Hút thuốc đó. Đúng rồi. Giờ hôm qua nói sao đi? Dùng này cũng được rồi. Yên tâm đi, tôi biết rằng là chú chàng trai bên đây á mà gặp cô gái kia là thuốc nào cũng bỏ hết nha. Dạ. Có đôi khi người ta chỉ cần một cái điều gì đó, lý do nào đó để ta thay đổi thôi. Bây giờ chắc chắn đã có lý do, bởi vì cô bé bên đây rất là xinh, có thể đi theo đoàn làm phim đóng phim luôn nha. Dạ. Ha, nhớ kéo vô là đóng phim vừa make up làm hai việc luôn, lương gấp đôi luôn. Dạ. Mà lương này chủ nhiệm gọi là ra nữa, ra giá nó thì còn cao hơn nữa. Đúng rồi, trời ơi. Chủ nhiệm là vua trường quay luôn. Ông đạo diễn cũng không bằng chủ nhiệm. Ông chủ nhiệm mà không lo đạo diễn ngủ luôn. Nói vậy để cho biết cái tầm quan trọng của ông chủ nhiệm ha. Chủ nhiệm làm lớn lắm đó em. Rồi, để chúc gặp nhau, còn chuyện thuốc men thì nó chúc gặp nhau người ta sẽ nói. Đúng rồi, bây giờ mình hỏi người nhà đi. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Rồi. Có mẹ em hả? Rồi. Trời. Chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Em là mẹ của Minh Nguyên, hôm nay đến từ Cần Thơ. Thì đến đây cũng nãy giờ quan sát thì thấy bạn trai lanh quá. Lanh. Cái bé này thì là hiền lắm. Bé Nguyên nhà hiền, ít nói nhưng mà thương người, thích làm từ thiện. Còn để bạn trai thì để Nguyên nó cảm nhận. Thích làm từ thiện bữa nào đi chú Quyền Linh. Còn dạ, thích làm make up thì đi với nhà trai. Thật ra đó, nhà trai rất là lanh, tại khéo việc mà. Đây là cái nghề mà chàng trai bắt buộc phải có. Bởi vì khi làm chủ nhiệm đoàn làm phim nó không đơn giản một xíu nào cả. Chúng ta lo từ ăn uống, bối cảnh, diễn viên, ăn, ngủ. Rồi ông đạo diễn làm phim thế nào đến đó, lo công an, lo quần chúng, lo đủ thứ, hàng trăm thứ lo. Và chính điều đó, nhà gái rất cần nha. Bởi vì cô gái này rất là hiền, cần cái sự bảo bọc. Đúng và rồi, một cái kinh nghiệm từng trải, kỹ năng sống của nhà trai này. Đó là Linh phân tích. Còn cái chuyện bên trong như thế nào thì chưa biết, nhưng mà về kỹ năng á, chàng trai này là số 1 đấy. Dạ. Nói về để cho nhà gái hình dung được chủ nhiệm đoàn phim là làm cái gì. Dạ. Dạ. Có yêu cầu gì bên nhà trai không? Giờ để Nguyên quyết định đi tìm hiểu. Thấy nhà trai thì sao chị? Không, thấy được không? Thì em thấy lành quá à. Tại em cũng không biết, cũng cần người lành như để cho Nguyên cũng như một trừ qua vậy đó. Đúng. Mà giờ thì em thấy chắc cũng dễ thương.
Thằng cha cũng cao ráo giống như yêu cầu của Quyên vậy. Thì em thấy cũng được. Lắc hát mà gọi là léo lắc hát nha. Léo lắc là gì? Tức là lòn lắc rồi lanh, tức là người ta vẫn còn ấy, còn léo lắc tức là nó có hơi xấu xấu một chút á, hiểu không? Lắc léo, léo lắc léo, hiểu không? Không hiểu lắm. Không hiểu hả? Để làm xong đi tối rồi chứ. Phân tách cho nghe. Ok. Léo lắc léo nó phân tách có khi cả mấy ngày trời mới xong luôn. Ok. Nha. Ok. Ok. Ok, giờ hỏi người nhà của nhà trai đi chứ. Để cái đi. Đó khó hiểu quá. Khó hiểu đúng không? Đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ không, em đồng nghiệp à. À rồi, đồng nghiệp làm chủ nhiệm luôn hả? Chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan. Em là em gái của anh Vũ Bảo, là em đồng nghiệp, em là diễn viên tự do. Hôm nay em đến với anh Bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái cho anh. Em thấy nhà gái của chị như thế nào cơ? Dạ chị bên đây xinh lắm. Thấy có nói chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Ảnh không chịu là em chịu đó. Chịu đó. Thật ra là cảm ơn em gái. Cô gái bên kia rất là xinh luôn á Bảo. Dạ. Ở đây nói chút xíu để nhà gái yên tâm là với Bảo thì là một cái người rất là chững chạc luôn. Nãy giờ Linh chưa biết rành về Bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là yêu hết mình luôn. Yêu là hết, yêu bằng cả trái tim của mình luôn đó. Ha. Và một cái con người rất là nhiều cái kỹ năng sống luôn. Cái kỹ năng mềm cũng có, kỹ năng cứng cũng có. Thành ra là đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Thôi, còn cái gì thì Linh không biết. Hai người gặp nhau rồi mình sẽ biết nha. Nói chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Bảo. Anh chào em. Dạ, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. À dạ. Dạ. Em tặng anh quyển sách mà em. Anh cảm ơn. Tựa gì vậy, đọc cái tựa coi. Dạ khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á, là khi mình nói ra là mình mới hiểu được nhau. Còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á, thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể. Anh á, thì như quan điểm về tình yêu thì anh đã nói với em rồi. Không ai sinh ra là hợp nhau hoàn toàn cả. Do mình thôi, mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Đừng nên giữ cái tôi ở trong tình yêu. Đương nhiên khi mà yêu nhau, mà khi mà hẹn hò á, thì cái tình yêu nó giống như là cái nồi lẩu Thái vậy đó em. Nó sẽ có chua, cay, mặn, ngọt thì cái nồi lẩu nó mới ngon được. Còn nếu nó ngọt không thì nó là nồi chè. Đó, thì những lúc mà giận nhau á, thì anh mong là em hãy nghĩ đến cái chuyện trân trọng nhau em nha. Phải trân trọng thì mới bền lâu được. Còn đối với em thì em cho rằng tình yêu nó như thế nào? Em nghĩ là trong tình yêu thì phải biết quan tâm và chia sẻ nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì nó còn nhiều thứ lắm. Tại vì quan tâm và chia sẻ thì bạn bè cũng là quan tâm chia sẻ được mà, đúng không? Anh có một tính, không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều á. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Hẹn hò sao nè? Nếu như mà em, nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em có một mình em. Một mình em, vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? Mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á, thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bỏ bọc á, kiểu vậy. Còn ở bên ngoài thì như thế nào chứ biết, có thể đây là lần đầu gặp thì em hiền. Dạ. Thì có thể như vậy thôi.
Thật ra anh thấy là Bảo, dạ, em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. À. Thì anh có thể bỏ thuốc được. Được. Thật ra hồi xưa anh có bỏ thuốc, nhưng mà sau đó người đó bỏ anh cho nên anh lại hút thuốc. Thật ra thì anh đi quay anh cũng không hút thuốc, tại vì có nhiều diễn viên người ta lại không thích mình hút thuốc. À, mình hút thuốc cái người của mình nó hôi á. Và chắc chắn một điều là anh ở cạnh em cũng sẽ không hút thuốc. Bây giờ là công việc của Bảo á, thì thật sự ra là chị cũng làm cùng nghề cho nên là chị cũng biết rất là rõ về thời gian. Dạ. Rất là khó để em có thể chủ động về mặt thời gian, là hai bạn hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào với cái thời gian đó của em. Dạ thì em cái bộ não và trái tim của em nó riêng biệt. Tình yêu là nó dành cho trái tim, thì lúc nào khi đi quay về thời gian đó sẽ dành cho bạn gái và không có rep tin nhắn công việc, không có làm gì liên quan đến công việc cả. Còn một tháng thì em có thể em đi gặp 1, 2, 3 hoặc 4 lần, có khi rất nhiều lần cũng được, vì đối với em khoảng cách địa lý nó không có thành vấn đề gì Lan. Đó thì thật ra giờ Sài Gòn Cần Thơ cũng không phải xa lắm đâu. Dạ. Đường cao tốc cũng đã xong rồi, tới cuối năm nay thì cao tốc Cần Thơ cũng đã xong, thành ra từ đây chạy chưa tới 2 tiếng đồng hồ, rất là nhanh. Với lại anh nói với Bảo nghe nè, thị trường điện ảnh của thành phố Cần Thơ cũng đang trên đà phát triển, và biết đâu chúng ta sẽ hướng về Cần Thơ thì sao. Bây giờ nếu như bây giờ em phải hỏi bạn gái xem, nhiều khi bạn thấy chỉ có một mẹ một con thôi, dạ, thì làm sao lên thành phố Hồ Chí Minh ở đây được, đúng không? Dạ. Đó, cái này thì em phải gọi là nương theo gió mà đi nha em. Cái dự tính tương lai của em là chị thấy nó đang hơi trật với lại cái đó, hoàn cảnh của bên này á. Dạ. Nên là hai bạn cần phải trao đổi cái này nhiều để chúng đúng ta không bị mất thời gian của nhau á. Đây là một cô gái còn ngây thơ lắm. Rất là ngây thơ, nhưng nên mà là yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ. Đó. Hay mời luôn hai mẹ con đóng phim luôn, làm sản xuất phim luôn. Rồi, vấn đề là quan trọng. Em làm sao để bạn gái tin tưởng là mình có thể ở Cần Thơ hay hướng về Cần Thơ gì đó. Thí dụ như vậy. Thay đổi chiến lược liền em. Chiến lược, chúng ta phải nương theo gió thôi. Phải thay đổi chiến lược liền. Dạ. Anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật, nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. Tức là giờ em muốn sao? Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ, ở tại quê nhà, ở gần mẹ, hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Ừ, đó, rất rõ ràng. Thật ra thì chỉ có con một mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, ok. À, bây giờ vấn đề là có yêu, có khoái chảy nước miếng cô gái này không? Thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái, thuyết trình một cái gì đó. Thuyết trình. Giống như nãy giờ mình nói vậy đó. Không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe rồi. Đúng một chút rồi. Xíu mình sẽ biết kết quả. Mời Bảo. Dạ, con xin phép cô. Anh xin phép em. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ em đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em, thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha. Yeah. Rồi, em có thể nói một vài câu với cô đang ngồi ở dưới. Dạ. Con xin hứa chắc với cô là con sẽ thương em cho đến khi nào mà con còn thương bản thân con được nữa. Cái chuyện mà con có về Cần Thơ được hay không thì chuyện đó thật ra nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Con có thể con mở miệng đó, con nói là dạ con sẽ đi theo bạn gái về Cần Thơ được, con hứa được đó, nhưng mà thật ra nó còn nhiều vấn đề khác con chưa tính được đó cô. Cho nên là vấn đề này mình con tính sau nha cô nha. Việc của con vậy đó thì
tôi thấy là đi suốt có thời gian rảnh nhiều không á? Dạ, con thì con cũng có thời gian rảnh cho mình. Nhưng mà con như nãy con nói đó, là công việc là công việc, còn tình cảm là tình cảm. Cái thời gian nào mà con rảnh á, là con chỉ dành cái thời gian đó cho người thân, bạn bè, gia đình của con thôi. Chứ con không có quan tâm tới công việc, con không rep tin nhắn. Giải thích cho cô hiểu rõ đoàn làm phim thế nào. Tức là chỉ bận khi có những dự án làm phim. Dạ, đúng tức là rồi. Một năm có thể có 2 dự án làm phim. Cao lắm là 3 dự án làm phim thì là chúng ta bận trong dự án thôi. Dạ. Ngoài ra chúng ta có thể về Cần Thơ ở cả tháng để làm việc trên máy tính thôi cũng được. Thí dụ như thế, giải thích cho cô hiểu rõ. Dạ. Chứ để cô cứ nghĩ rằng là làm đi suốt không có thời gian nào nghỉ hết trơn là không được. Dạ. Thí dụ vậy. Dạ. Có nghĩa là con không phải là làm trong cố định trong một cái công ty phim, mà con là cộng tác viên ở trong đoàn. Khi nào cái đoàn đó bút con làm chủ nhiệm thì con đi tham gia cái dự án đó, nó tầm khoảng chừng 15-20 ngày hoặc cao lắm là một tháng, hơn một tháng. Thì sau cái dự án đó thì con cũng không có bận nhiều. Như nãy con nói là công việc chính của con đó, thì con đi làm giờ hành chính rồi tới giờ chiều rồi con về thôi. Dạ, chứ con cũng không có bận nhiều. Nó làm xuất nhập khẩu phim này kia, mua phim, bán phim đi nước ngoài này kia. Dạ không, em làm công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ anh. À đồ gỗ hả? Dạ. Con vui vui nha. Rồi. À vậy làm đồ gỗ luôn hả? Bây giờ chưa rõ đó. Dạ. Nghĩa là em làm xuất nhập khẩu đồ gỗ. Dạ. Nhưng mà em không làm ra cái nhưng đồ gỗ. Nhưng mà cụ đó. Thể em là làm cái gì trong đó? Dạ em làm trong kho, tức là em cái kho của em là kho bao bì. À. Khi mà bên xưởng người ta sản xuất, người ta làm xong một cái món đồ đó thì ở bên kho của em là quản lý nhập xuất cái bao bì đó, in chữ kiểu như thế nào, kích thước cỡ ra sao, rồi mình làm đưa về cho người ta làm để đóng vô container xuất khẩu đi. Vậy là hai công việc của em nha. Dạ. Công đó. Việc nào cũng tương lai rạng ngời hết. Nó nói vậy để cô rõ luôn. Đó. Rồi. Cô cũng muốn nói gì vậy? Chứ cô thì thấy cũng được. Tùy duyên à. Rồi, ok. Tùy bạn gái thôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Thôi đã đến lúc để tay vào nút bấm rồi các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Không sao cả. Cảm ơn em. Em có thể nói lý do tại sao mình không bấm. Dạ. Anh thì con thấy cũng tốt, nhưng mà con có thấy không phù hợp với mình. Đó. Dạ. Còn cảm giác của Bảo thế nào? Thật ra em cũng có chung cảm giác với bạn nữ. Thật ra thì bạn nữ là con gái một, và ở Cần Thơ thì em cảm thấy công việc của em nó rất là khó khăn. Nhưng mà không sao, anh và em tạm gọi chung là đồng nghiệp. Có cơ hội anh sẽ về Cần Thơ và anh sẽ gặp em. Có gì đó hai anh em mình lại cộng tác chung một shop nào đó thì sao? Đúng không? Biết đâu được. Biết đâu được. À ha. Rồi. À, nói tóm lại là nãy giờ là mình đoán vẫn là bạn gái rất muốn ở Cần Thơ, mà tại vì dạ. mình luôn luôn hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và cái đó cũng đúng thôi. Biết đâu có sự nghiệp, em sẽ đến Cần Thơ rồi anh thành lập hãng phim, rồi anh thành lập công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ nào đó. Dạ. Rồi chúng ta lại gặp nhau thì sao? Dạ. Ở đây người ta còn trẻ lắm, em cứ lập nghiệp đi, xong sự nghiệp rồi mình quay lại, mình quay về Cần Thơ mình cua sau. Không có muộn màng gì hết trơn. Dạ. Trời. Coi như đây là cơ hội để ta biết nhau và có dấu ấn về nhau. Rồi còn giờ bước xuống dưới thì có tới hai cô gái make up ngồi dưới chờ em. Một cô Kiều Lệ Tâm, một cô Thúy An. Dạ. Anh có bạn Kiều Lệ Tâm cũng đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp gái. Đoan Trang. Rồi.